thì mấy em biết y học gia đình là gì không? không y học gia đình bây giờ nó không còn là vấn đề mới mẻ nữa ta nói nhiều lắm rồi à. đương nhiên có người nói đúng có người nói sai Thật à. À, ra nói nhiều tới cũng chưa chắc là tốt à. thà chưa ai nói gì thì có thể là mọi người nghĩ là mình không biết nói nhiều tới rồi một số người họ sẽ nghĩ là họ biết rồi trên thực tế họ hiểu sai vấn đề à cái học gia đình thì hiện tại bây giờ mình chưa có cái cái mạng lưới học gia đình thực sự chưa có phổ biến rộng khắp nhưng mà cái chuyện đó thực sự nó rất là khó tại vì mỗi người hiểu theo một ý cái mục tiêu của y năm chúng ta không phải là uh, đào tạo ra các bác sĩ gia đình không có ha? bác sĩ gia đình là đào tạo chuyên khoa thì các em ra bác sĩ đa khoa thì mấy em chưa phải là bác sĩ gia đình nhưng mà tất cả mọi người đều phải hiểu thế nào là y học gia đình thì tất cả mọi người biết y học gia đình là gì thì sau này khi các em làm bất cứ chuyên khoa gì thì các em sẽ phối hợp hỗ trợ tương tác với lại bác sĩ gia đình thì chúng ta mới có được cái mô hình y học gia đình cái mô hình y học gia đình thực sự nó thấy mới mẻ vậy nhưng mà không có bất cứ nước phương tây phát triển nào mà không có bác sĩ gia đình à mà những cái nước phương tây phát triển nó chỉ làm những cái gì mà thực sự có lợi thôi cái gì thực sự có lợi nó mới làm cái gì không thực sự có lợi cái gì chỉ để khoe mẻ vân vân thì những cái đó nó không thèm quan tâm đâu thành ra nếu mà nó tồn tại cái mô hình bác sĩ gia đình à, ở tất cả những cái nước phương tây phát triển chứng tỏ là cái cái mô hình đó nó rất rất là hiệu quả đúng không còn tại sao chúng ta không có thì thôi đó để bàn sao nhưng mà chúng ta hy vọng trong tương lai việt nam mình cũng có à, chúng ta hy vọng trong tương lai việt nam mình cũng có thì uh, uh, cái mục tiêu của bài học hôm nay thì mình nói lượt qua một số cái vấn đề tồn tại trong cái, cái hệ thống y tế của mình được sơ qua thôi à. thì những cái tồn tại đó đương nhiên là nó có liên quan tới cái chuyện là chúng ta không có y học gia đình đúng không à. thì thì qua đó chúng ta thấy được cái vai trò lợi ích của cái mô hình y học gia đình và chúng ta tìm hiểu về cái y học gia đình là gì và cái cái nguyên lý cơ bản của y học gia đình ok Cái tình huống giả định này theo các em à, thì cái ý nào là đúng trong số những cái ý này bây giờ thí dụ như một cái người dân bình thường ha người dân bình thường họ có con bị sốt cao thì họ sẽ tìm kiếm cái sự hỗ trợ y tế từ cái nguồn nào đáp án nào cũng đúng ha nói chung trên thực tế Việt Nam mình thì tùy hoàn cảnh từng gia đình một người thì chạy ra nhà thuốc tây mua thuốc chả có khám bác sĩ gì hết nhà thuốc họ bán gì xài nấy có người thì đi khám phòng mạch tư có người đi bệnh viện bệnh viện thì cũng có bệnh viện công bệnh viện tư đủ đường hết thì nói chung á tùy hoàn cảnh gia đình thôi nhưng mà nhiều cái lựa chọn thế thì chúng ta thấy nó không có bình đẳng đúng không? Chúng ta muốn chăm sóc y tế bình đẳng, mọi người dân đều được chăm sóc y tế tốt như nhau. À, tốt như nhau có nghĩa là tất cả đều tốt nha, chứ không phải tốt như nhau chúng ta kéo hết tất cả đều tệ đâu. Ừ. Thì nếu mà uh, người thì đi phòng mạch tư, người thì được bác sĩ khám, người thì không được khám, người thì khám chuyên khoa, người không khám chuyên khoa là thấy nó không bình đẳng rồi. Ha. Mà uh, cái chuyện khám chuyên khoa chưa chắc nó là có lợi, đúng không? chúng ta thấy cái hệ thống y tế của mình người dân đa phần là họ bỏ qua cái y tế cơ sở họ nhảy lên tuyến trên họ khám chuyên khoa ừ. nó làm quá tải cái tuyến trên nhưng mà nó lãng phí cái đầu tư cho cái tuyến dưới ừ. nhưng mà trên thực tế lên tuyến trên chưa chắc là tốt có một cái giai đoạn mà uh, việt nam mình có cái dịch sởi ừ. xong rồi có một số bé nó bị tử vong à xong là cái thời xưa mà lúc mà cô Kim Tiến mà cổ còn làm Bộ trưởng Bộ Y tế, cổ có phát biểu cái ý, cái câu nguyên văn thì tôi không nhớ ha, nhưng cái ý của cổ là kêu gọi người dân không đưa con em tới bệnh viện chuyên khoa, ha. Cái ý của cổ, cổ nói đại loại giống như là, ờ, con em mà con em chúng tôi là chúng tôi sẽ không đưa vô bệnh viện nhi đồng, ha. ý là vậy, ừ. thì lúc đó là À, cộng đồng mạng rồi Người dân lên chửi quá chừng luôn Hả à. Họ à, lên chửi quá chừng Đó là một trong những nguyên nhân Mà um, Cổ bị yeah. Mất chức à. Thì à, Đúng ra nếu mà cổ Mà còn làm bộ trưởng Thì cái đợt Covid vừa rồi thì Chúng ta đỡ dữ lắm ấy Chứ không có Tại như vậy à. Nhưng mà Thực ra Cái ý cổ là sao Ý cổ là nếu mà người dân Họ đưa hết Bệnh nhân lên bệnh viện tiến trên à, không phải là phân chia phân biệt đối xử gì nhưng mà nếu mà đưa hết lên tiếng trên thì bệnh nhân nó sẽ lây nhiễm chế cho nha à. bình thường không có dịch bệnh viện di đồng nó đã rất là quá tải rồi bây giờ có dịch sởi xong rồi đó, người ta ùn hết lên trên đó thì mấy đứa trẻ đứa thì khóc đứa thì ho đứa thì la người gào nước mũi nước giải nước mắt thì nó trét khắp nơi hết À, ra những cái bệnh sởi nó không chết vì sởi nó chết vì gì, gì? nó chết vì bị bộ nhiễm viêm phổi nó chết vì lây nhiễm chéo à, nhiễm cái vi trùng kháng thuốc này cái vi trùng kháng thuốc kia nó mới chết chứ sởi không nó không chết vi trùng thường chưa chắc chết à, nếu mà không kháng thuốc thì chúng ta cũng có kháng sinh nhưng mà nếu mà dồn hết lên một cục như vậy đó thì đứa nào mà xui mà bị bội nhiễm thêm một cái vi khuẩn kháng thuốc nào đó thì hơi bị phiền đấy do đó lên tuyến trên không chắc là tốt ha nhưng người dân của mình cứ nghĩ hệ lên tuyến trên là tốt tuyến trên là tốt à. rồi học nội kinh chưa chóng mặt đột ngột từng cơn ngắn dữ dội Đến gì đúng rồi Trong mặt tư thế kịch phát lành tính bệnh này thuộc chuyên khoa nào không phải các nước nó dạy trong tay mũi họng các nước nó dạy trong tay mũi họng à, uh, nó xếp vào bệnh tay mũi họng tại vì tiền đình ốc tai T hai lắm nhưng mà là một à, thành ra trong cái chương trình dạy là nó sẽ dạy trong chương trình của tai mũi họng chứ không phải trong chương trình của nội kinh ừ. nhưng mà trên thực tế ai điều trị bác sĩ gia đình bác sĩ gia đình là chính ha. tại sao tại ngay trong cái tên của nó là chúng ta đã thấy có chữ lành tính rồi đúng không cái bệnh lành tính mà gì mà phải chuyên khoa nó quá đơn giản nó quá đơn giản để điều trị ha nó à, chỉ có số rất là ít những cái trường hợp mà chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt với lại rối loạn tiền đình trung ương à rối loạn tiền đình trung ương thí dụ như bị đột quỵ nhồi máu não hay gì đó hả à, thì những cái trường hợp đó mới cần phải chuyển chuyên khoa thành đa số những cái trường hợp mà người ta chuyển lên bệnh viện á, à, thì thường là nó phải hội chẩn liên khoa tai mũi họng với nội ân kinh à hội chẩn liên khoa những cái trường hợp mà điều trị không ổn vân vân hoặc là có vấn đề gì nghi ngờ hoặc là nó chuyển lên nội kinh hoặc là ví dụ như nghi menia thì nó chuyển lên tai mũi họng à, nghi tai biến thì chuyển nội kinh thì bác sĩ gia đình họ sẽ chuyển theo cái chuyên khoa mà họ họ nghĩ là nó phù hợp xong rồi lên bệnh viện thì các chuyên khoa họ có thể mời hội chẩn liên chuyên khoa để có ý kiến của bác sĩ chuyên khoa khác luôn còn mình thì chuyển thẳng lên nội kinh tự bản thân bệnh nhân họ cũng chạy vô nội kinh họ khám à, riết bác sĩ nội kinh rành luôn cái chóng mặt tư thế kịch phát lành tính chuyên trị luôn chóng mặt tư thế kịch phát lành tính à. rồi cái vấn đề của cái ví dụ đó là gì bệnh nhân họ không có được chuyển chuyên khoa à, họ không được chuyển chuyên khoa để họ ở bệnh, họ đi khám, họ gặp luôn con bác sĩ chuyên khoa. Nhưng mà có đúng cái bệnh đó không? Không chắc. À một cái thí dụ như một bạn nữ nào đó bị đau đầu migraine chẳng hạn. À, xong rồi à, đi à, ở trong gia đình cũng có bà chị bị migraine ha. À, xong rồi bà sẽ nói ôi mày bệnh giống tao, đi khám nội kinh. À thì chạy đi nội gân khám chẩn đoán migraine hoặc là gặp ông nào đó chẩn đoán thiếu máu não hay gì đó ha cái đó không biết bên xui à. rồi cũng cái người đó một bữa đau đầu bắt gió đi chợ à, mua rau mua cá gì đó thì cái bà bán rau bà bán cá mà thấy bắt gió ô cô bị đau đầu hả cô đi khám viêm xoang rồi viêm xoang chắc luôn à khám bác sĩ tai mũi họng này, bác sĩ tai mũi họng kia nè giỏi lắm trị tôi hết bệnh chẳng hạn thì họ có thể là họ sẽ nghe lời họ đi khám bác sĩ tai mũi họng à. rồi cũng có thể được chẩn đoán viêm xoang cũng có thể điều trị xoang người Việt Nam ai mà chả bị xoang đúng không vấn đề môi trường điều kiện thời tiết rồi này nọ nhưng mà mỗi cái một bác sĩ chuyên khoa họ sẽ nhìn cái bệnh nhân dưới cái góc nhìn chuyên khoa của họ họ sẽ nghĩ tới cái bệnh thuộc cái chuyên khoa họ đầu tiên khi nào mà họ thấy là có cái gì đó nó không đúng à, nó sai sai họ mới chuyển bệnh nhân qua chuyên khoa khác còn thí dụ hỏi này hỏi kia bệnh nhân gật gật có 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 ok ghi chẩn đoán cho tòa về nhưng ở đời không đơn giản có thể bệnh nhân có hai vấn đề không đâu ai cấm bệnh nhân viêm xoang bị migraine mà cũng không ai cấm bệnh nhân migraine bị viêm xoang ra. Nếu mà như vậy thì thực sự nói cái người chẩn đoán cho bệnh nhân không phải bác sĩ nữa, người chẩn đoán bệnh nhân là cái bà chị ở nhà hoặc là bà bán rau, bán cá gì đó. Đúng không? Bà chị ở nhà chẩn đoán, chỉ bệnh nhân vô chỗ đó lấy cái toa về uống, bà bán rau chỉ bệnh nhân vô chỗ kia lấy cái toa về uống, cuối cùng người bác sĩ làm mỗi cái việc ghi toa thôi. Không có ha không có chúng ta phải có cái sự sáng, sàng lọc trước cái này cũng dễ hiểu lầm ha? một số người hồi xưa có ý kiến là bác sĩ gia đình là chuyên là sàng lọc có nghĩa là uh, bệnh nhân có bệnh gì là chạy tới gặp bác sĩ gia đình bác sĩ gia đình khám chẩn đoán bệnh xong rồi chuyển bệnh nhân lên chuyên khoa khám đúng hay sai sai à sai sai ở chỗ nào sai ở chỗ là bây giờ nếu mà chúng ta giao nhiệm vụ cho bác sĩ gia đình khám chuyển thì chúng ta phải hỏi lại bây giờ vậy vấn đề năng lực bác sĩ gia đình thế nào nếu chúng ta đào tạo một người chỉ chuyên khám để chuyển thôi không có điều trị thì nó rất là lãng phí đúng không À, tại sao chúng ta không tập huấn cho người dân khám luôn đi à, chúng ta không tập huấn cho điều dưỡng khám hay chúng ta tập huấn cho một đối tượng nào khám chuyển à, một cái người bác sĩ đào tạo ra rồi đào tạo chuyên khoa bác sĩ gia đình bây giờ chúng ta yêu cầu họ phải khám chẩn đoán đúng cái bệnh đó chúng ta không cho điều trị là không được à, đúng không à, còn nếu mà họ khám mà họ hết sơ xài xài thôi á thì sao chính xác được sao đảm bảo họ chuyển đúng bây giờ cho dù họ chuyển đúng đi nữa họ đã tốn công họ khám bệnh nhân tốn thời gian ngồi đó khai bệnh rồi để cho bác sĩ khám xong rồi lại chuyển qua bác sĩ chuyên khoa ông bác sĩ chuyên khoa là hỏi bệnh rồi lại khám lại là mất thời gian của bệnh nhân à. Thành ra các bác sĩ gia đình họ không phải chỉ làm cái nhiệm vụ khám sàng lọc à. họ khám và họ điều trị luôn họ khám họ điều trị luôn khi họ điều trị có cái gì đó không ổn họ mới chuyển à. ở các nước họ khám họ điều trị khi nào không ổn thì họ mới chuyển hoặc là bây giờ những cái bệnh mạng tính à. thì những cái bệnh mạng tính thì người ta sẽ quy định rõ ràng luôn một cái bệnh đó thì bao lâu là khám chuyên khoa bao lâu là khám bác sĩ gia đình là nó có quy định rõ ràng cái người bác sĩ gia đình họ chẩn đoán bệnh mạng tính đó họ điều trị đó rồi đúng cái quy định họ sẽ chuyển à đúng quy định họ sẽ chuyển tới khám bác sĩ chuyên khoa thí dụ như tiểu đường à, tiểu đường thí dụ như bây giờ họ chẩn đoán mình tiểu đường họ điều trị tiểu đường mấy tháng họ họ chuyển một lần ví dụ bây giờ tai biến mạch máu não à, bệnh nhân tai biến mạch máu não xuất viện thì nếu mà thông thường ha không có biến cố gì đặc biệt thì bệnh nhân về xuất viện về là khám bác sĩ gia đình một tháng sau hoành lại khám bác sĩ chuyên khoa nội kinh Rồi lại về khám bác sĩ gia đình rồi 3 tháng khám nội kinh, 6 tháng khám nội kinh, rồi mỗi năm khám nội kinh một lần đó là quy định. À, theo nội, uh, bên Pháp thì nó đã quy định sẵn như vậy luôn. Còn bây giờ nếu ở Việt Nam mình bệnh nhân bị tai biến xong tới ngày ra viện kêu lên. Uh, ông cụ nằm đây được 5 ngày rồi nghe Chiều nay ra viện. Cái người nhà nó ồ ồ bác sĩ ơi, À, ông cụ còn yếu vậy mà sao cho ra viện Bây giờ bệnh viện quá tải rồi hết chỗ nằm Rồi giấy thuốc men sao bác sĩ Tôi ghi toa 5 ngày Xong rồi 5 ngày sau hoành lại Tái khám Ông liệt nửa người như vậy Đi lại khó khăn lắm bác sĩ ơi Cũng chịu thôi giờ kêu taxi đi ha Đi taxi cho ông vô bệnh viện Uống hết 5 ngày hoành lại tái khám nha Trời tôi tiếp với Bình Dương lận bác sĩ ơi Đi taxi lên đây xa thôi tốn kém lắm ở dưới bình dương thì nhập viện ở dưới bình dương luôn hả lát thì về chạy xe xuống đó vô bệnh viện nhập viện luôn đi cho người ta điều trị cho nó dễ ừ. thực tế là như vậy ha mười mấy năm trước tôi làm nó đã như vậy mà bây giờ nó cũng vẫn cứ như vậy mà thôi à, bây giờ nếu các em hỏi một bác sĩ một cái chuyên khoa nào đó cái bệnh này bao lâu khám bác sĩ gia đình bao lâu đi khám chuyên khoa mọi người sẽ ngớ ra ủa bây giờ khám thì tái khám nhà nước quy định là tối đa một tháng phải khám một lần còn không có quy định mà khám chuyên khoa hay bác sĩ gia đình gì hết ha à, việt nam mình tình trạng là như vậy ừ. thì chỉ trong tương lai mà chúng ta có cái hệ thống y học gia đình mà hoàn chỉnh rồi thì lúc đó mới nói tới chuyện là ờ phối hợp rồi khám bệnh như thế nào phân chia cái lịch khám ra sao à. và lúc đó ai quyết định chuyện đó không phải chỉ bác sĩ gia đình mà cái người bác sĩ chuyên khoa mới quyết định cái chuyện đó thành ra các em sau này các em không làm bác sĩ gia đình mấy em làm bác sĩ chuyên khoa sau này các em làm giáo sư các em đi dạy à các em đi dạy sinh viên với em hãy dạy sinh viên là bao lâu đi khám bác sĩ gia đình một lần bao lâu đi khám chuyên khoa một lần được không có thể các em không theo dòng gia đình các em theo sản hay ngoại hay là thần kinh hay là tiêu hóa hay gì đó hô hấp gì đó thì những cái bệnh mạng tính đó mấy em phải biết à, là những điều kiện như thế nào thì phải khám bác sĩ chuyên khoa của cái chuyên khoa mấy em à, còn á những điều kiện thế nào thì có thể khám ở bác sĩ gia đình những cái đó hiện tại Việt Nam mình không có ai dạy hết tại trên thực tế nó không có à, mà sách cũng không có luôn tại vì những cái gai lai điều trị qua sinh này nọ vân vân ha không có cái nào nói về chuyện đó hết cái đó nó nằm ở cái hướng dẫn điều trị của bộ y tế của từng cái quốc gia một ừ. nó nằm trong cái chương trình đào tạo của từng cái quốc gia nhưng mà nó lại không nằm trong những cái cái gai lai quốc tế cái tình huống giả định thứ ba còn cái này không phải tình huống giả định đâu cái này tình tình huống thực sự luôn là hồi xưa lúc mà tôi uh, còn đi làm bên nội kinh là buổi tối tôi trực đêm là tôi trực cái phòng bệnh nặng á thì có một cái người tới nhận là đồng nghiệp à, nhận là người nhà của bệnh nhân mà nhập viện hồi chiều à, xong hỏi thăm rồi này nọ mà cái hồ sơ là tôi làm xong hết rồi ok hết rồi thành ra tôi không có hỏi bệnh đại hay không có hỏi thăm gì hết tôi chỉ giải thích đồ này nọ vân vân cho người nhà ừ. xong hết rồi thì cái chị điều dưỡng trực cùng á chỉ mới nói anh ơi uh, bệnh nhân này chưa đóng tạm ứng viện phí thì các ông tự nhận là người nhà đó ông nói không ở đây tôi không có phải anh em ruột thịt gì tôi chỉ là anh em quen biết xã hội thôi xong ông quay lưng đi mất thì cái chị điều dưỡng chị mới nói thằng cha này là bác sĩ phòng mạch rồi thì lúc đó tôi nghĩ ờ cũng có lý cũng có lý các em hình dung nếu mà cái anh em quen biết xã hội sơ sơ thôi không ai ở không mà tò mò vô tìm hiểu bệnh tật nó làm gì đúng không còn bây giờ nếu mà tương đối đủ thân để người nhà nhờ vô hỏi thăm thì ai nhờ mình vô mình hỏi thăm xong rồi mình cũng phải ra mình giải thích cho người nhà chứ đúng không mình phải nói ờ tôi mới vô gặp á phải kể công một chút đúng không mấy cái công xíu mình vô mình hỏi thăm ra không báo cáo gì sao mình phải vô nói à, lá tôi uh, hồi nãy tôi mới vô tôi gặp bác sĩ đó ông giải thích thế này kia à. thì nếu vậy thì chúng ta có, đâu có cần mà phải quay quả bỏ đi chúng ta có thể nói à, để một lát tôi giải thích cho uh, vợ nó rồi tôi sẽ nhắc à. À, lát tôi gặp anh nó tôi sẽ nhắc đúng không à. thành ra cái ông đó cái ông mà tự nhận là người nhà đó thực tế là một bác sĩ phòng mạch à, rồi cái có thể là ổng mở phòng mạch trong cái khu phố đó cái khu dân cư đó nhưng mà ổng không có thân thiết lắm với mọi người xung quanh à, người dân ở đó họ biết ở đó có phòng mạch nhưng mà họ cũng không có khám thường xuyên họ cũng chả biết ông đó như thế nào à, xong rồi cái ông bệnh nhân đó một ngày đi làm tự nhiên đau đầu dữ dội à, nhưng mà ráng gồng gồng tại vì ổng nhớ là ở trong xóm có phòng mạch của bác sĩ đó à, lâu lâu tới thử tay nghề một lần thì cái ông kia thấy ờ uh, cũng không đến nỗi già cả lắm đau đầu nhiều khi cảm hay gì đó ha cho vài viên ba ra linh tinh uh. hoặc là tiêm truyền dịch gì đó thì không biết nhưng mà sau đó cho bệnh nhân về về xong rồi thấy xe cấp cứu hỏi uh, chạy vô khiên bệnh nhân ra thì sợ quá là coi thử Ờ uh, xe cấp cứu của bệnh viện nào ha uh, mau mau đóng cửa phòng mạch xong rồi đó. chạy vô bệnh viện đó hỏi thăm tình hình là sao vì sao sợ kiện thôi đó. sợ kiện ở việt nam mình họ không hay không có thói quen kiện lắm họ chỉ quýnh với đâm thôi à, mà cái vụ đó hơi bị phiền á bị đâm bị quýnh là hơi phiền thành ra cái người bác sĩ đó họ lo sợ người nhà họ họ kiện cáo họ làm phiền họ phải vô họ hỏi hang họ nắm tình hình để có gì để giải thích rồi chống chế rồi này nọ đúng không? rồi à, đã chúng ta thấy mối quan hệ giữa bác sĩ với lại bệnh nhân thân nhân của Việt Nam mình rất rất là tệ à, đó là cái thứ nhất, cái thứ hai là tôi thuộc dạng dễ tính, à, hơi bị khó tính nhưng mà thông thường thì cũng dễ. À, thành ra tôi mới giải thích. chứ còn trên thực tế đa số các đồng nghiệp nếu mà chúng ta không có quen biết với họ. À, mà chúng ta vô chúng ta hỏi hang tình hình đường này nọ là họ sẽ tránh mặt luôn thực tế là vậy bây giờ nếu các em muốn gửi bệnh mà mấy em quen với nó thầy ơi cho em gửi ra này người nhà em hoặc là anh ơi em đàn anh đàn em gì đó ha cho gửi người này mà quen biết rồi thì các em có thể thoải mái gửi ok họ có thể theo dõi rồi họ họ nhắn tình hình diễn tiến bệnh đường này nọ ờ, họ thông tin chút đỉnh cho mình Ừ. nhưng mà chúng ta không quen biết gì hết rồi mỗi người xưng tên này, em sinh viên hoặc là ô bác sĩ rồi nè nhưng mà không quen biết gì hết thì khi họ biết họ sẽ cất hết hồ sơ à thà mấy em không nói mấy em đi dạo dạo nhiều khi điều dưỡng họ vất như hồ sơ lung tung chúng ta có thể nghĩ nghĩa biết tình hình chút đỉnh à, cận lâm sàng rồi này nọ kết quả sao chứ còn bây giờ mấy em nói xong là coi như là luôn không có chút cái thông tin nào hết mấy em khoe ra cái là mấy em không có chút thông tin nào luôn tại vì sao tại vì người ta sợ kiện cái người không biết gì họ kiện thì còn chống chế được mà cái người mà trong nghề mà kiện nhau phiền lắm đúng không thành ra người ta giấu hết thông tin người ta giấu hồ sơ kết quả cận lâm sàng họ cũng trả trả lời à. nếu mà có thân nhân của một bác sĩ mà nằm trong khoa là tự nhiên khoa nó gọn gàng đẹp à. hồ sơ không vứt lung tung nữa mang cất hết vô tủ à. bởi vì cái người thân thì họ xót họ đúng không? Bây giờ nếu mà người thân nằm viện thì chúng ta sẽ sót, chúng ta sót thì đôi khi cái phản ứng chúng ta nó nó hơi quá khích một xíu. Các em hình dung nếu bây giờ thay vì cái người thân ruột thịt của bệnh nhân à, là bác sĩ à, vô hỏi thăm tình hình, thì bây giờ cái người bác sĩ gia đình vô hỏi thăm tình hình của bệnh nhân thì mấy em thấy cái nào ổn hơn? Bác sĩ gia đình sẽ ổn hơn. Ha. bác sĩ gia đình sẽ ổn hơn bây giờ nếu cái người bác sĩ gia đình đó họ vô họ hỏi thăm cái tình hình bệnh nhân nằm viện như thế nào thế nào à, diễn tiến ra sao cái cái hướng điều trị trong tương lai như thế nào chẳng hạn thì chúng ta dễ dễ giao tiếp hơn tại vì mắc gì mà họ sót đúng không ha, trừ khi giữa ông bác sĩ với cô bệnh nhân đó nó có gì đó nó, nó không được công khai còn ngoài ra thì không có mắc gì họ sót dù sao cũng là khách hàng nữa nha à, thành ra có thể trao đổi nó thoải mái hơn, nó rõ ràng hơn, à, an tâm hơn. À, cái hoạt động của nhân viên y tế sẽ được bảo vệ. Đồng nghiệp với nhau mà. Ừ. Còn về phía bệnh nhân á, thì họ sẽ tin tưởng bác sĩ gia đình hơn. Dù sao cũng là quen biết lâu năm. À, thành ra cái người bác sĩ gia đình họ là cái cầu nối họ là ở trung gian à, giữa cái bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân với lại cái bác sĩ điều trị trong bệnh viện và cái bệnh viện đó. Thì ở các nước cái người bác sĩ gia đình họ kết nối hai đối tượng này với nhau và bảo vệ cả hai bên công bằng ừ. thì uh, một bệnh nhân mà nằm viện á thì bệnh viện họ có thể nhờ bác sĩ gia đình nhiều chuyện lắm ở các nước nó có hậu chẩn bác sĩ gia đình ví dụ bệnh nhân có tăng huyết áp đáy tháo đường mở máu rồi đủ thứ bệnh hết trơn ha copd gì quá chừng là bệnh uh. Thì đang được bác sĩ gia đình điều trị ổn Bây giờ tự nhiên té gãy chân Vô bệnh viện nằm Thì bác sĩ chấn thương chỉnh hình Họ lo vấn đề gãy chân Nhưng mà những cái bệnh nội khoa mãn tính đó Họ sẽ mời bác sĩ gia đình hội chẩn Tại sao? Tại vì bác sĩ gia đình đang điều trị ổn rồi à, Thì khi mà có một cái stress Một cái chấn thương phẫu thuật thì nó sẽ hơi bị dao động một xíu đường có thể nó hơi lên đường này nọ vân vân thì họ mời bác sĩ gia đình chỉnh thuốc hỗ chẩn một người ha ở Việt Nam mình nếu mà có trường hợp tương tự thì mỗi một chuyên khoa là mời một bác sĩ chuyên khoa để hội chẩn mời bác sĩ tim mạch ha. mời bác sĩ tiêu hóa mời bác sĩ nội tiết vân vân là mấy bác sĩ vô mỗi bác sĩ vô khám ghi vài thuốc khám ghi vài thuốc khám ghi vài thuốc rồi điều dưỡng tập hợp nguyên một lô một lốc thuốc đó, cho bệnh nhân À, thì nó nó phiền hơn đúng không ừ. đó là chưa kể bây giờ mà nhiều thuốc ấy, chưa chắc là mấy bác sĩ đó họ kỹ lưỡng họ check tương tác à, chưa chắc họ ừ. có lần cái này tôi khám ngoại trú ha có một lần tôi khám ngoại trú thì có bệnh nhân của tôi à, tôi tính cho mở máu tôi check lại cái toa của họ bên tim mạch cũng cho mở máu bên nội tiết cũng cho mở máu bên thần kinh uh, bên thần kinh nếu mà tôi không chắc là tôi cũng cho mở máu à. cho thuốc statin đó tại sao tại bệnh nhân ta biến mạch máu cũ là coi như là automatic cho statin bên tim mạch cũng vậy thiếu máu cơ tim automatic cho statin còn bên nội tiết thì họ cho rồi tại vì họ lo nội tiết mà à. thành ra nếu mà không chắc lại là ông đó uống thuốc gấp 3 lần cái liều thông thường à sau cái vụ đó có mấy bệnh nhân không có viên thuốc nào hết tại vì họ cũng lười xác bệnh nhân thì đông à, bệnh nhân đông rút kinh nghiệm lần trước là lần này không cho thuốc statin nữa là bệnh nhân đi khám ba chuyên khoa về không có ông nào cho statin hết sorry tôi nghe điện thoại xíu Bye. rồi. Quanh à. lại cái vụ mà gửi bệnh vô trong trong khoa, ha, thì ngoài cái vấn đề theo dõi điều trị, cái chuyện mà tư vấn cho người bệnh đó cũng vậy. Thực sự bây giờ tư vấn cho bệnh nhân là một việc rất rất là khó khăn. Ha. Chúng ta ghi một cái toa rất dễ. Tự nhiên chúng ta điều trị là chúng ta phải cá thể hóa, ha. chúng ta phải chỉnh liều lên xíu, chỉnh liều xuống xíu, cái người mập khác người ốm khác, ha già trẻ lớn bé chức năng gan thận khác nhau chúng ta có thể chỉnh liều xíu nhưng mà cái tư vấn họ à, tại vì bây giờ cái trình độ nhận thức của cái người bệnh đó, chúng ta có nắm hay không à, bây giờ nếu mà chúng ta thấy một cái người mà à, có vẻ ngu ngu ha rồi chúng ta giải thích cao siêu quá thì thì họ sẽ không hiểu ha họ không hiểu họ đâu có nhận là họ không hiểu họ không hiểu họ sẽ gật gù gật gù gật gù à, chúng ta giải thích cho họ một tiếng đồng hồ xong rồi họ ra họ gọi đường dây nóng họ tố cáo là bác sĩ đó không có giải thích cho bệnh nhân à. chẳng lẽ họ gọi đường dây nóng rồi đó bác sĩ nói tôi không hiểu gì hết thì nghe có vẻ tự hạ thấp mình quá đúng không họ sẽ gọi đường dây nóng rồi đó không bác sĩ đó không có giải thích gì cho bệnh nhân hết bệnh nhân hỏi không thèm trả lời thay đổi rất là hát dịch ha à, ngược à. lại bây giờ nếu mà chúng ta uh, giải thích cho bệnh nhân mà chúng ta nói mà nó nôm na nó đơn giản quá à bệnh nhân sẽ nói là ông bác sĩ đó không khinh thường tôi ông nói qua loa cho qua chuyện thôi à, không ăn nhập gì hết à. ví dụ có bệnh nhân vô mắng vốn tôi nói ông bác sĩ kia ông nói là con tôi chạy xe té xuống mương rồi nước nó vô não cái não người ta làm gì dễ dàng mà lấy xuống mương mà nước nó vô não cho dù có bể đầu nữa cũng đâu làm gì mà nước vô não được à, nhưng mà có bác sĩ giải thích như vậy ha à, có bác sĩ giải thích như vậy thì mình không biết cụ thể tình huống ra làm sao nhưng mà có thể có lẽ là bị não uống thủy hay gì đó ha à, chấn thương rồi, sức huyết rồi này nọ rồi cũng cục máu đông nó, nó, nó tắt ống não rồi làm uh, não uống thủy hay sao nhưng mà giải thích cho cho người nhà thì giải thích kiểu như vậy thì uh, cũng hên xui ha rõ ràng là bệnh nhân không hài lòng rồi đó cũng may là họ không gọi đường dây nóng thôi ừ. à, thì ở các nước họ mời bác sĩ gia đình mời bác sĩ gia đình là ok luôn bác sĩ gia đình đó dư biết là cái người này phải giải thích như thế nào tại vì họ quen rồi ha, bệnh nhân của họ lâu năm rồi họ điều trị lâu năm rồi họ biết tính tình rồi cái trình độ học vấn nhận thức như thế nào họ họ sẽ giải thích đúng cái tầm của họ thôi đúng cái tầm của bệnh nhân của người nhà giải thích cao quá cũng không cần thiết mà thấp quá là cũng không được cái uh, những cái thủ thuật à, hồi tôi làm bên nội kinh cái thủ thuật rất thường làm là chọc dịch não tủy thực sự nói nó đơn giản không có vấn đề gì à, nhưng mà không biết từ đâu ở việt nam mình có quan niệm là chọc dịch não tủy là nguy hiểm dữ lắm ha tục não chết trên thực tế người ta chết là sao vì cái bệnh của nó mấy thằng viêm não viêm màng não thì nó dễ chết là phải rồi chứ đâu phải do mình chọc à. nhưng mà mình tư vấn cho bệnh nhân mà mình nói cái này đơn giản lắm tôi làm 30 giây là xong hà thì không được có vấn đề gì họ kiện là mình chết à. thành ra mình cũng theo đúng bài mình nói ở này thế, thế, thế kia rồi tay biến rồi này nọ vân vân các loại xong rồi cái bệnh nhân cái người nhà họ sợ quá họ không dám à. người nhà họ nói bác sĩ ơi, cái này thấy quan trọng quá bác sĩ tôi không quyết định được bác sĩ phải chờ tôi tôi hỏi họ hàng bà con rồi này nọ vân vân ha rút điện thoại gọi khắp nơi để hỏi thăm người này hỏi thăm người kia mà có ai biết gì đâu làm sao ai quyết định được à, có người á họ nói cái này quan trọng đó, bác sĩ đợi tôi thiếu à lát tôi trả lời xong rồi họ bỏ bệnh nhân nằm đó họ đi luôn họ đi luôn họ không quay lại khoa luôn họ trốn đâu thì không biết họ bỏ bệnh nhân nằm một mình không có người chăm luôn. À. Còn có người á thì họ không dám bỏ bệnh nhân mình. Họ nói bác sĩ ơi, tôi hoàn toàn tin tưởng bác sĩ. Bác sĩ thấy cần làm gì bác sĩ cứ làm, tụm ký. Họ sợ ký vô cái tờ mà cam kết mà đồng thuận làm thủ thuật á là bệnh nhân chết họ không kiện được. Họ không ký, họ ép mình. Ờ, ép mình vô cái tình huống là ừ, nếu mà mình thấy cần thiết à, nếu mình thấy cần thiết thì cho dù họ không ký vì ý đức mình cũng phải làm đúng không À, còn nếu mà mình thấy thôi bỏ qua được thì mình bỏ qua luôn mình không làm nhưng mà họ bảo lưu cái quyền họ kiện mình okay. người nhà họ nghĩ như vậy trên thực tế mình có đâu có ngu đúng không bây giờ Họ không ký cam kết chúng ta làm gì? Có chọc không? Không chọc thì chúng ta vi phạm ý đức. Chọc không? Không không? Chọc cũng vi phạm ý đức tại người ta không quy đạm quy phạm về quy định. Tại vì phải có người ký chúng ta mới được làm nha Trường hợp đó chúng ta phải báo cáo lãnh đạo, phải không? chúng ta phải làm hội chẩn khoa không rồi trưởng khoa rồi phó khoa gì đó sau khi hội chẩn đồ này nọ lập biên bản rồi tùm lum la rồi báo cáo lãnh đạo rồi ban giám đốc nó cử trực lãnh đạo xuống rồi lại hội chẩn rồi, rồi ký tái thì xèo xong rồi chúng ta mới chọc ai thiệt bệnh nhân thiệt đúng không bệnh nhân thiệt bởi vì cái quy trình hành chính đó nó sẽ tốn thời gian mà viêm não viêm màng não chúng ta chọc càng trễ thì chúng ta cho kháng sinh trễ chúng ta cho kháng sinh trễ thì nguy cơ tử vong bệnh nhân nó cao hơn ở các nước họ chỉ cần nhấc điện thoại gọi bác sĩ gia đình thôi ha à, nếu mà ông bác sĩ không gọi thì người nhà họ cũng gọi hả họ nhấc điện thoại họ gọi bác sĩ gia đình nữa ca này có bác sĩ họ nói vậy có làm không bác sĩ gia đình đó ký đi ha là họ ký thôi 30 mươi giây hả à. thành ra tất cả những cái bất cập đó chung quy lại là không có bác sĩ gia đình à, chung quy lại là không có bác sĩ gia đình vì không có bác sĩ gia đình thành ra bây giờ chúng ta mới mới bắt đầu phát triển cái ngành y học gia đình mấy định nghĩa này thay mấy em cái nào đúng không có cái nào đúng hoàn toàn trăm trăm mỗi cái nó mô tả một cái khía cạnh nào đó ha ổ cái mô tả khía cạnh nào đó ví dụ như bác sĩ gia đình có chuyên đến khám tại nhà không phần lớn người dân họ hình dung bác sĩ gia đình là cái người đi khám dạo ha, à, giống như là à, mấy cái người bán rau dạo vậy ừ. mấy bạn trai không biết có để ý không chứ mấy bạn nữ thì chắc biết ha ừ. nhà mình thế nào là cũng có một vài cái xe ba gác là thường xuyên đi ngang qua bán rau bán cá bán thịt gì đó đâu không biết chứ nhà tôi là có Ừ. mấy cái bà nội trợ nào mà lười suốt ngày ngồi ở nhà đó xong rồi chỉ cần chờ canh cái giờ đó là xe ba gác nó chạy qua ra là muốn ăn cái gì là hốt vô ha à. tiện lắm khỏi phải đi đâu hết thành ra nhiều người họ nghĩ bác sĩ cũng phải như vậy mà tôi ngồi ở nhà tôi không muốn đi đâu hết bác sĩ gia đình mà chạy tới khám xin lỗi phương tây nó không nghĩ như vậy xin lỗi kem bảy chủ nhật thôi, ha dạ vâng dạ vâng dạ vâng chào cô dạ bác. Dạ, xin lỗi, tôi đang... dạ thì ở các nước không có chuyện đó ha cái biết tại sao không tại vì cái người đang bệnh thì họ không có làm việc được họ không làm việc được thì họ có thời gian cái thời gian đó họ nên đi khám cái người nhân viên y tế đặc biệt cái người bác sĩ nó yêu cầu cái thời gian đào tạo lâu, tốn kém, cực khổ ha. À, bọn phương Tây là nó muốn tận dụng tối đa cái sức lao động của người bác sĩ, một cái người bác sĩ ngồi một chỗ khám được nhiều hơn là ông chạy lòng vòng. Đúng không? Nếu mà chạy lòng vòng chạy từ nhà này qua nhà kia là nó tốn thời gian di chuyển. Vậy thôi, đơn giản, hiệu quả kinh tế, ông bác sĩ ngồi một chỗ hiệu quả kinh tế cao hơn. Hiệu quả làm việc cao hơn ở các nước một bác sĩ mà nếu mà họ ngồi một chỗ họ khám một ngày họ khám được 8 bệnh còn nếu mà họ đi họ khám được có hai ba bệnh à còn việt nam mình một bác sĩ ngồi một chỗ một ngày khám được 65 bệnh bây giờ nếu chúng ta đi vòng 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 chúng ta khám cũng được vài bệnh thôi chứ không thể nào mà được, uh, mà nhiều được nha thành ra cái chuyện khám tại nhà không phải là khám theo yêu cầu không phải là anh lười anh không đi thì anh kêu bác sĩ tới không có Cái khám tại nhà là tại vì những người đó Thực sự là họ không thể đi được à, Thực sự là họ không thể đi được Thì cái người bác sĩ gia đình Bắt đắc dĩ họ phải xếp cái lịch Đi khám tại nhà Một tuần như vậy họ chỉ đi một buổi Hai buổi là maximum không bao giờ họ đi nhiều à, Đi nó đâu có hiệu quả đâu Thành ra chỉ có người già già Dữ lắm à, hoặc là những người Chấn thương nặng đi lại không được Ờ à đi khám tại nhà, ha chứ không phải theo yêu cầu. Theo yêu cầu cũng có nhưng mà thằng nào mà siêu siêu vip kìa, à, siêu vip kìa. Tại sao bây giờ nếu mà khám theo yêu cầu thì nó tự trả tiền chứ bảo hiểm không trả. Mà cái tiền khám của bác sĩ là nó rất là cao, nó không phải như mình đâu, lần khám không phải là mấy ngàn đâu, không có mấy ngàn nhưng mà tiền mỹ nhưng mà tiền việt, à. tiền mỹ nhưng mà tiền việt thành ra Uh, nó phải rất là giàu rồi bác sĩ chuyên chuyển bệnh ha cái này nãy nó rồi ok bác sĩ gia đình sẽ chẩn đoán điều trị điều trị xong rồi định kỳ chuyển hoặc là có vấn đề gì đó thì mới chuyển bác sĩ trả lương bởi gia đình để chăm sóc cả gia đình cái này đúng không đúng cái này là mô hình của các nước nghèo mô hình các nước nghèo tại sao để những nước nghèo kém phát triển họ có trên lịch giàu nghèo rất là cao à, những gia đình mà dạng là đại phú ông quyền quý thì họ có thể nuôi bác sĩ gia đình nhưng mà họ phải đủ đủ giàu để nuôi một ông bác sĩ mà ông bác sĩ đó sống khá giả ha. họ ăn sơn hào hải vị thì bác sĩ không thể đói được sorry mấy em rồi bác sĩ thân thiết với bệnh nhân như người thân trong gia đình đó là cái mong muốn của mình ha cái mong muốn của mình là bác sĩ phải thân thiết với người thân với bệnh nhân như người thân gia đình mà thực sự nó không phải chỉ bác sĩ gia đình mà bác sĩ nào cũng vậy cũng phải gần gũi thân thiết đồ này nọ nhưng mà bác sĩ gia đình họ có điều kiện hơn tại vì một bác một bệnh nhân họ phải đăng ký bác sĩ lâu dài ở các nước đó, đẻ ra là đã đăng ký bác sĩ gia đình rồi nha Bây giờ nếu mà các em vài bữa mấy em học xong mấy em đi du học thì mấy em không có bác sĩ gia đình nhưng mà các em sẽ có y tế cơ quan, y tế trường học. Rồi mấy em học xong mấy em ở lại mấy em ở lại mấy em xin thị uh, thực lâu dài à, mấy em xin thẻ xanh, mấy em đi đăng ký mã số thuế thì mấy em cũng bắt buộc phải cùng lúc đăng ký bác sĩ gia đình. À, các em bắt buộc phải cùng lúc đăng ký bác sĩ gia đình tất cả những giấy tờ mà liên quan tới y tế là bác sĩ gia đình họ họ làm hết tất cả à, thành ra không có bác sĩ gia đình mấy em sẽ không tồn tại được à. cho dù mấy em có làm bác sĩ nữa phải đăng ký bác sĩ gia đình à. thành ra ai cũng có bác sĩ gia đình mà cái bác sĩ gia đình đó thì thường không phải là mỗi năm mình mỗi đổi lâu lâu mình mới đổi à. thành ra tất cả là họ tiếp xúc lâu dài thành ra nó có cái niềm tin nó có cái niềm tin à. không có cái chuyện mà bị bác sĩ mà bị quýnh là bị đâm bị chửi à. Tại sao? Tại vì quen biết lâu dài mà nhiều năm rồi cũng tương đối thân thiết rồi. Cho dù mình không có bệnh gì hết, mỗi năm mình cũng phải gặp bác sĩ gia đình nè, khám sức khỏe tổng quát mà làm mấy cái giấy phép lái xe rồi này nọ, không? Đăng ký đi làm đi học tất cả những cái khám đó là bác sĩ gia đình họ lo hết. Bên mình chúng ta đi khám giấy phép lái xe nè, chúng ta đi khám tiền hôn nhân hay khám gì đó nữa, xác nhận sức khỏe, việc làm hay đi học gì, tất cả là những bác sĩ xa lạ Hoàn toàn xa lạ, họ xác nhận sức khỏe, cái đó hoàn toàn là sai. Chúng ta có những trường hợp mà uh, tội phạm nó đâm người xong rồi tự nhiên nó rút ra cái uh, tờ giấy chứng nhận sức khỏe tâm thần hay gì đó hoặc là lái xe nó tông chết người xong rút ra tờ giấy xác nhận chứng khỏe tâm thần, uh, cái hồ sơ điều trị bệnh tâm thần này nọ, xong rồi cộng đồng mạng nhảy lên chửi Ông bác sĩ nào xác nhận sức khỏe cho nó khám sức khỏe ở đâu mà nó có được giấy phép lái xe rồi này nọ vân vân à. nhưng mà thực tế nó oan cho mấy ông bác sĩ đâu quá tại vì bây giờ nó vô nó tâm thần nó đang uống thuốc đang ổn định nó vô nó gặp mình mình hỏi nó em có tâm thần không không em bình thường em có hoang à, tưởng không đó không em đâu hoang tưởng gì à có nào nói với mình là không em đang hoang tưởng không mục đích nó vô để nó được xác nhận là nó khỏe để nó đi học mà để nó học lái xe để nó xin giấy phép lái xe nó xin chính trị hành nghề này nọ vân vân đủ thứ chuyện hết ờ, nó đâu có hai với mình nó tâm thần à, thành ra nếu mà chúng ta thấy mặt nó hơi nghi nghi thì chúng ta cũng chưa chắc là chúng ta dám khẳng định nó tâm thần đâu má công nó lên cơn thì chúng ta chết thành ra cuối cùng ra thằng nào cũng bình thường đó chỉ có khi nào chúng ta có bác sĩ gia đình cái người bác sĩ gia đình họ quản lý hồ sơ sức khỏe của bệnh nhân này bây giờ nó tâm thần thì không thể nào người ta xác nhận là nó bình thường được người ta chỉ nó nhiễm đúng không à. còn nếu nó bình thường thì không thể nào lòi ra được cái giấy xác nhận nó tâm thần à thành ra mình mới có cái mô hình đi học gia đình thì nói chung thì chúng ta cũng hơi Mấy em có gấp về không thực ra mà nói thông qua mấy cái đó chúng ta đã nắm khá nhiều về nguyên lý y học gia đình rồi đó. Bây giờ nói y học gia đình là gì? thì những cái slide này tôi trích những cái đoạn những cái uh, định nghĩa trong cái đề án y học gia đình của bộ y tế. À, cái đề án y học gia đình bộ y tế thì nó cũng trên 10 năm rồi nhưng ở trong đây nó là cái định nghĩa thống nhất, cái khái niệm thống nhất về y học gia đình áp dụng ở ở việt nam mình. thì mấy em ai mà hỏi y học gia đình là gì mấy em trả lời vòng vòng sao không cần biết mấy em sót hai chữ liên tục toàn diện là thấy thua rồi đó nha coi như mấy em chưa học bài hôm nay à, coi như mấy em trốn học mấy em phải nhớ hai chữ in đậm đó, liên tục toàn diện mấy em nói vòng vòng gì đó mà mấy em có mấy cái đó mấy em có điểm nha ở đó có điểm rồi y học gia đình là một chuyên khoa khẳng định nó là một chuyên khoa Tại sao? Tại vì có một số người họ hiểu lầm, họ nghĩ ồ y học gia đình là học cơ bản y khoa thôi. Ha. Thậm chí hồi xưa có một số trường họ đề xuất là mở cái mã ngành y học gia đình 5 năm. Học 5 năm xong ra làm bác sĩ gia đình. Thực ra là không phải. nha Nó là một chuyên khoa và nó là một cái chuyên khoa lâm sàng. Nó là một chuyên khoa lâm sàng và cái người làm chuyên khoa lâm sàng là đương nhiên là phải học nhiều. Mà y học gia đình là phải học nhiều hơn nữa. Tại sao? Tại vì nếu các em làm các chuyên khoa khác, các em làm ở bệnh viện, mấy em có cận lâm sàng hỗ trợ, mấy em có các đồng nghiệp của cùng chuyên khoa, các em có những đồng nghiệp của các chuyên khoa khác để mấy em hội trợ. Bác sĩ gia đình không có. À, Bác sĩ gia đình không có, mấy em hình dung là thí dụ như mấy em làm mấy chuyên khoa sau, mấy em giống như là lính pháo binh hoặc là mấy em điều khiển máy bay, phản lực gì đó, cường tích gì đó chứ còn bác sĩ gia đình nó phải giống như đặc công vậy hả nó phải giống như biệt kích vậy cái người bác sĩ gia đình nó phần lớn là họ chỉ có hai bàn tay ông kể có ông nghe chứ với lại mấy đầu huyết áp hả là cũng đủ làm bác sĩ gia đình rồi cái kinh nghiệm là chính kinh nghiệm lâm sàng là chính à cái sự nhạy bén lâm sàng là chính thành ra cái người bác sĩ gia đình muốn mà chẩn đoán đúng là phải giỏi về lâm sàng phải giỏi lâm sàng các em hình dung nếu mà bệnh nhân tới khám mà ngoại trú chưa nói tới bác sĩ gia đình tại hiện tại giờ chúng ta chưa có nhiều bác sĩ gia đình bây giờ khám ngoại trú cho dù mấy em đi làm chuyên khoa các em ngồi phòng khám ngoại trú nó khó hơn là làm trong khoa nha mấy em về các bệnh viện mấy em làm á thì mấy bệnh viện nào tào lao lắm mới cho mấy em ra làm ngoại trú còn không họ bắt mấy em trực ở trong khoa kinh nghiệm lâu năm mới ra ngoài phòng khám ngồi Tại vì bệnh nhân khám ngoại trú thì cái bệnh nó nhẹ hơn. Biểu hiện nó sẽ ít hơn, nó nghèo nàn hơn, nó dễ nhầm lẫn hơn. Đúng không? Nó sớm mà. Bây giờ tôi khám ngoại trú nội kinh. Có bệnh nhân vô nói bác sĩ ơi cái mặt tôi nó kỳ kỳ. Tôi hỏi ủa kỳ kỳ làm sao bây giờ nó tê. À, hay là nó đau hay là nó yếu. Bệnh nhân nói tôi không biết giải thích làm sao hết. Tôi chỉ thấy nó không có bất không có được bình thường nhưng mà tôi không biết mô tả nó làm sao à, rồi chúng ta biết nó bị gì bản thân cái người bệnh họ không biết mô tả thế nào họ không không biết nó kỳ kỳ chỗ nào luôn à bây giờ bắt bệnh nhân là chu môi chu má là phòng má trợn mắt thì nhăn này rồi chúng ta sờ sờ chạm chạm quẹt quẹt mấy cái rồi cuối cùng kết luận là có vẻ như nó hơi lệch lệch bên à nhưng mà cái lệch lệch một bên đó nó là mới bị từ hôm qua nay hay là bị từ năm nào năm nào rồi chúng ta cũng không biết. Đúng không? Bệnh nhân họ nhai lệch một bên, bệnh nhân có thói quen cười, nửa miệng, thì cái mặt họ nó sẽ méo. À, cái mặt của họ nó sẽ méo. Mà bản thân họ không có để ý, thành ra họ sẽ không biết là nó méo từ khi nào. Bữa nay tự nhiên thôi, gương thấy cái mặt mình không được đẹp trai như xưa thôi. Thành ra cái chuyện đó rất khó nói bây giờ nếu bệnh nhân vô mấy bệnh viện tiến trên nằm thí dụ vô chợ rẫy bệnh nhân nằm toàn là người nặng không hả thấy không cái mặt thì méo thịt qua một bên rồi nước giải nó chảy ra cái khóe miệng này là tai lồng thòng lòng thòng ra ngoài băng ca đó cái chân thì nó thụi ra bên bây giờ thực sự nó không cần phải bác sĩ người ta nhìn ta cũng biết tai biến nữa hả à, ta nhìn ta cũng biết tai biến nữa chứ không cần phải phải, phải suy nghĩ gì động não gì nó, nó, nó khó khăn thành ra ở ngoại trú yêu cầu cái năm sàng rất là Rất là cao Đã vậy nó đa dạng nữa ha, Đa dạng nữa Bác sĩ gia đình là họ sẽ quản lý Người trẻ, người già, phụ nữ, trẻ em Đủ hết à. Mọi bệnh tật luôn à. Thành ra Nhưng mà chúng hiểu Họ là một cái chuyên khoa Đa khoa okay. Ở mình bác sĩ 6 năm ra trường Là được làm bác sĩ đa khoa à, mang danh bác sĩ đa khoa rồi ở các nước bác sĩ 6 năm ra trường thì họ chưa được hành nghề pháp 6 năm ra trường không được hành nghề 6 năm ra trường mấy em có cái bằng bác sĩ nhưng mà mấy em có thể làm hành chánh cho công ty bảo hiểm người này nọ vân vân nhưng mà mấy em muốn hành nghề thì mấy em phải làm nội trú hầu như 100% bác sĩ ra trường là làm nội trú hết nhưng mà một nửa cho tới 2 phần 3 trong đó làm nội trú bác sĩ gia đình cái phần còn lại thì làm bật nội xuất trú của các chuyên khoa khác nha thành ra tất cả bác sĩ của nó đều là bác sĩ chuyên khoa trong đó bác sĩ gia đình là bác sĩ chuyên khoa đa khoa còn mình đó, là mình ra trường là mình thành bác sĩ đa khoa còn nếu mấy em học chuyên khoa nội thì mấy em có bác chuyên khoa nội tổng quát à. thành ra mình gọi bác sĩ gia đình chuyên khoa bác sĩ gia đình còn các nước họ dùng chữ GP là chung à. ha khi mấy em thấy GP nó không phải là nội tổng quát đâu GP nó là bác sĩ gia đình rồi Uh, các chuyên khoa phát triển theo hướng đi sâu và chuyên môn ở nội trú ha còn y học gia đình hướng theo thực hành ngoại trú ok và mang tính cá nhân gia đình cộng đồng của chuyên khoa đưa vào của chuyên khoa của mình rồi cái bài con ca mấy em có riêng cái bài đó ha cái phần nội dung chính của mình là ở đây tám nguyên lý học gia đình tám nguyên lý học gia đình thì chúng ta có hai nguyên lý đầu tiên là hai nguyên lý quan trọng nhất hai nguyên lý quan trọng nhất hồi nãy mấy em thấy trong phần định nghĩa là khái niệm là chúng ta đã có rồi thành ra mấy em học mà thí dụ như biểu liệt kê mà mấy em liệt kê được hai cái này là mấy em được 50% số điểm bốn cái còn lại cũng chỉ dưới 50% mươi thôi Đây. rồi trong hai cái này nếu mà hỏi mấy em cái hai, hai cái này thì cái nào quan trọng hơn là cái số một à. còn hỏi cái nguyên lý nào mà đặc thù nhất trong y học gia đình thì nó là cái số hai Rõ chưa? Rồi. Nhớ nha, chăm sóc ban đầu tổng quát toàn diện là cái thứ nhất, cái thứ hai là chăm sóc liên tục, bốn cái còn lại. Y học gia đình đương nhiên phải nói tới gia đình đúng không? À, chúng ta có nguyên lý y học gia đình, à, thì chúng ta có cái nguyên lý hướng gia đình. Rồi. Y học gia đình nhiều người họ hiểu lầm mà họ xếp nó vô y tế công cộng. À. Nhiều người hiểu lầm họ nói y học gia đình là thuộc y tế công cộng thực sự mà nói nó cũng hơi 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 có hơi hướng một xíu cái mô hình y học gia đình nó là cái mô hình quản lý y tế đúng không cái mạng lưới y học gia đình nó là cái mô hình quản lý y tế nhưng cái người bác sĩ gia đình là người bác sĩ lâm sàng thành ra nó hơi lưỡng chững lưỡng chuẩn à. mà trong cái nguyên lý học gia đình đương nhiên nó có nguyên lý hướng cộng đồng à. nói tới hướng cộng đồng thì chúng ta nghĩ tới phòng bệnh à. thành ra nó có hướng dự phòng hướng phòng bệnh À. Bác sĩ học gia đình thấy làm nhiều việc không? À. Làm nhiều việc thì phải phối hợp với người này, phối hợp với người kia đúng không? Chúng ta điều trị bệnh nhân thì chúng ta phải phối hợp với bệnh nhân, phối hợp với gia đình bệnh nhân, chúng ta phối hợp với bác sĩ chuyên khoa khác, chúng ta phối hợp giữa các bác sĩ gia đình với nhau. À. Chúng ta phối hợp với những cái người ngành khác, Thí dụ điều dưỡng, kỹ thuật viên vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, dược, nha, vân vân. À. Rồi những cái người mà ở tình nguyện viên cộng đồng rồi này nọ à, để hỗ trợ những người già neo đơn những người tàn tật chẳng hạn thành ra cái người bác sĩ gia đình họ sẽ phối hợp rất nhiều với lại những cái đối tượng khác trong ngoài ngành vân vân chúng ta có nguyên lý chăm sóc phối hợp à, thì 6 à, sáu nguyên lý này nếu mà em suy luận từ từ là mấy em sẽ liệt kê ra được hết hai cái đầu bắt buộc thuộc lòng bốn cái sau mấy em có thể suy luận từ từ ra về nhà không cần phải học bài đúng không tới ngày đi thi yêu cầu liệt kê sáu nguyên lý viết ra được ha rồi mà sáu nguyên lý này thực sự nói là nó có cái sự trọng lắp với nhau ha trên thực tế chúng ta không có cái nguyên lý nào chung cho toàn thế giới cả chúng ta có cái khái niệm chung cho toàn thế giới nó là cái cây quan ca thì cái cây quan ca này nó nói về cái năng lực của người bác sĩ gia đình nó nói về năng lực của người bác sĩ gia đình nó có các năng lực chính các năng lực phụ vân vân thì chúng ta xây dựng nguyên lý dựa trên cái cây quan ca này còn cái cách trình bày thì mỗi trường mỗi khác thành ra về mặt ý nghĩa là nói chung ha, nói chung nhưng mà cái cách trình bày có thể nó sẽ khác nhau ở trường mình thì trình bày theo sáu nguyên lý này trường khác họ sẽ trình bày sáu nguyên lý theo kiểu khác nhưng mà không sao hết cuối cùng chúng ta vẫn đang nói về một vấn đề chung đó là ở cây quan ca rồi, trong cái sáu nguyên lý này nó có sẽ trùng lắp với nhau. Thí dụ như bây giờ một lát giải thích từng nguyên lý, Mấy em sẽ thấy. Thí dụ như nguyên lý hướng gia đình đôi khi nó có thể nằm trong cái chăm sóc tổng quát toàn hạn hoặc là phòng bệnh phối hợp vân vân. Thí dụ bây giờ nếu mà chúng ta chăm sóc bệnh nhân bị tiểu đường, à, bây giờ chúng ta tư vấn bệnh nhân các ăn uống đồ này nọ, nhưng mà bản thân bệnh nhân không phải là người nấu ăn vợ bệnh nhân nấu ăn à, thì bây giờ chúng ta phải tư vấn cho bà vợ đó cái cách chuẩn bị đồ ăn cho bệnh nhân thì khi chúng ta đang tư vấn cho bà vợ đó thì cái tư vấn đó nó nằm trong cái chăm sóc phòng bệnh hướng phòng bệnh đúng không rồi chăm sóc phối hợp tại chúng ta đang phối hợp với bà vợ à, nó nằm trong cái hướng gia đình phải liên quan tới vấn đề gia đình à, nó nằm trong cái chăm sóc toàn diện luôn tại vì ngoài vấn đề ăn uống chúng ta còn lo những cái ờ, ngoài vấn đề thuốc men chúng ta còn lo những cái râu ri xung quanh nữa á một một cái động thái cụ thể nó có thể liên quan tới nhiều cái nhiều cái nguyên lý ha rồi để giải thích về chăm sóc đầu chắc mình lướt hơi nhanh xíu rồi các em chúng ta đọc luôn cái bài ha, cái bài nó nằm trên cái file trên máy này. À phần download á mấy em chép lại. Cái người bác sĩ gia đình là người được kỳ vọng là bệnh nhân sẽ tìm đến đầu tiên mỗi khi có bất cứ cái vấn đề sức khỏe gì ha, bất cứ. Mà muốn người ta tìm tới đầu tiên á thì thứ nhất là phải có khả năng xử lý cấp cứu nha. Có vấn đề cấp cứu thì đương nhiên người ta phải tìm mình. À thì phải có năng lực xử trí cấp cứu nhưng mà lưu ý cái này nó không có không có dành cái công việc của một một năm, ha. không dành cái công việc của cấp cứu ngoại viện hoặc là cấp cứu nội viện bây giờ bệnh nhân họ bị thí dụ như chó cắn mà nhà gần nhà bác sĩ vết thương không có nặng nề gì lắm họ qua nhà bác sĩ gia đình ám, bác sĩ gia đình vệ, rửa vết thương ha rồi mai vết thương tiêm ngừa tiêm ngừa dạy tiêm ngừa uống ván ở các nước họ không có trạm y tế thành ra bác sĩ gia đình họ sẽ chích ngừa luôn à. còn bây giờ nếu mà bệnh nhân họ bị tai nạn ngoài đường mà gần bệnh viện thì họ chạy vô bệnh viện à. hoặc là những cái trường hợp mà nặng nề mà chắc chắn là sẽ phải nhập viện thì họ gọi cấp cứu thì trường hợp đó cái người bác sĩ gia đình có thể là trong khi chờ cấp cứu họ có thể gọi bác sĩ gia đình có thể nhờ hướng dẫn dẫn thêm chút đỉnh gì đó vân vân chứ còn người bác sĩ gia đình không bắt buộc phải chạy tới à họ bị tai nạn ngoài đường không bắt buộc phải chở về bác sĩ gia đình đúng không ừ. rồi cái người bác sĩ gia đình là mà muốn người ta nghĩ tới mỗi khi có vấn đề sức khỏe gì thì đương nhiên cái người đó phải dễ tiếp cận à. gần gũi luôn sẵn sàng kể cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng kể cả về mặt địa lý lẫn cái cái thái độ à. hồi xưa lúc tôi làm trong khoa là có cái người đàn anh kia rất là giàu giàu nhất khoa mà ổng có bằng cấp gì không có chuyên khoa một chuyên khoa hai này nọ vậy trơn á nhưng mà ổng rất là có duyên à, nói chuyện rất là có duyên à, rất là dễ thương à, và ở nhà ổng rất thiên cày phòng mạch mà phòng mạch của ổng là khám bệnh tạp thấy ổng giống gì giống bác sĩ gia đình ổng khám bệnh tạp thì bệnh nó mới đông Ha? Mặt bệnh đa dạng thì nó mới nhiều còn bây giờ nếu mà thám nội kinh không ngày mà có mấy bệnh leo que hà thật sự luôn khám chuyên khoa phòng mạch chuyên khoa mấy em sau này em nào đam mê chuyên khoa chịu khó đi không có tiền đâu à. trừ khi em làm ngoại ha à. nếu làm ngoại thì có thể ok còn bây giờ nếu em làm hệ nội em phải trưởng khoa mấy em phải khó khoa thì mấy em mới hy vọng có được chút đỉnh sao muốn lên trưởng khoa phó khoa em phải cống hiến cống hiến kiên trì cống hiến ok à. còn tép riêu thì phòng mạch của mấy em không bệnh đâu không bệnh ừ. rồi Ờ à... đó Thật ra nếu mà một cái người mà họ muốn đăng ký một cái bác sĩ gia đình họ sẽ lựa người nào dễ thương đúng không họ phải lựa cái người nào gần để có vấn đề gì họ chạy qua bây giờ singapore nó phát triển y học gia đình rất là nhiều chúng ta thấy vậy chúng ta đăng ký bác sĩ gia đình ở singapore được không đương nhiên là nó sẽ hốt tiền của mình nhưng mà bây giờ chúng ta tiêu chảy chúng ta bắt máy bay qua bên đó à sau đó chúng ta vô danh sách đen của hãng hàng không rồi à. rồi nó nói là các bác sĩ gia đình có cái ống nghe với lại cái máy đo huyết áp là có thể làm bác sĩ gia đình được rồi. À. Nhưng mà cái xu hướng hiện tại bây giờ là người ta đang phát triển ngày càng lớn quy mô bác sĩ gia đình. Hồi xưa thôi ha, hồi xưa thôi ở phương tây á cái dân số nó thưa, mật độ dân số thưa thành ra một cái làng chỉ có một hai bác sĩ gia đình nè. À. Nhưng mà bây giờ mật độ mật độ dân số nó nó tăng thành ra họ có nhiều bác sĩ gia đình lắm mà mỗi bác sĩ gia đình đó, họ làm lẻ tẻ nó tốn kép họ tập hợp nhau lại vài người làm một phòng mạch chung họ chia sẻ chung một điều dưỡng thôi chẳng hạn hả họ chia sẻ một cái địa điểm thôi còn người dân họ đi xe hơi tới hả? thành ra có thể là họ sẽ trang bị máy móc là siêu âm điện tim xét nghiệm cơ bản rồi đủ thứ gì hết hả? tủ trữ đông để trữ vaccine rồi này nọ vân vân và nó có xu hướng là bây giờ người ta có thể xây dựng những cái bệnh viện trong ngày mà trong đó đa phần là bác sĩ gia đình hả? hoặc là những cái phòng khám có oh, mấy chục bác sĩ gia đình ở trong đó có vài bác sĩ chuyên khoa nó giống như mấy phòng khám đa khoa của mình bây giờ nhưng phòng khám đa khoa của mình hiện tại nó dựa trên nền tảng là các bác sĩ chuyên khoa ở các nước bác sĩ gia đình đó, thì họ họ khám họ nhiều bệnh hơn à, thì định kỳ họ phải chuyển bác sĩ uh, chuyển bệnh nhân cho bác sĩ chuyên khoa thành ra các nhà đầu tư họ sẽ xây nguyên một phòng khám thiệt lớn có mấy chục bác sĩ gia đình rồi mỗi cái chuyên khoa có một hai ông thì bệnh nhân của mấy chục bác sĩ gia đình đó mỗi lần tới hẹn mà chuyển chuyên khoa lại cứ chuyển cho mấy ông kia là cái nhà đầu tư họ hốt hết thật à, ra cái quy mô bác sĩ gia đình bây giờ hiện tại giờ nó thay đổi nhiều lắm các bác sĩ gia đình họ có thể uh, được trang bị rất là nhiều máy móc hiện đại với lại các nước họ đào tạo bác sĩ gia đình ra họ cái người bác sĩ gia đình họ vẫn có thể làm việc cho mấy cái bệnh viện nhỏ à, họ có thể làm cấp cứu ngoại viện à, họ vẫn có thể làm cái cấp cứu của bệnh viện chứ không phải chỉ có đơn thuần làm phòng mạch bác sĩ gia đình đây là cái các mặt bệnh mà bác sĩ gia đình ở Pháp họ làm cái này thống kê năm tám năm thì mấy em thấy nhiều nhất là tăng huyết áp, ha, Tiêm chủng, rồi sốt, rồi uh, mở máu, khám sức khỏe tổng quá vân vân, với lại những cái bệnh phía thúi này uh, ho trầm cảm, ha, hen phế quản, mất ngủ gì đó thì những cái những cái bệnh này á, mấy em thấy nó nếu ở bên mình đó, là các chuyên khoa họ làm hết đúng không mỗi một bệnh nó sẽ có một cái chuyên khoa ăn huyết áp bác sĩ chuyên khoa tim mạch điều trị nhưng mà mấy em nghĩ có cần thiết không bản thân mấy em điều trị ăn huyết áp được chưa được không trời lắc đầu hả ừ lắc đầu mấy em hình dung ha một ngày nào đó ha, mấy em tới nhà bạn gái mẹ bạn gái nói Ô, con sắp tốt nghiệp bác sĩ rồi hả bác bị tăng huyết áp nè à, đang điều trị lâu nay con coi dùng cái toa thử để vô một ngồi ngắt ngứ, ngứ 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 là thấy thua rồi đó thấy không thấy thua rồi đúng không hoặc là bây giờ thí dụ như ông cha chồng tương lai ông cha chồng tương lai tự nhiên bữa nay ông đổ bệnh ông sốt ho sổ mũi gì đó không nhờ mình ghim cái toa mình nó con chưa tốt nghiệp con không có cho toa được thấy kỳ không ha à, hơi bị kỳ đó cái uh, thời của tôi mà lúc mà tôi làm y năm á là hầu như là kê toa hết rồi cái hồi y năm cuối năm y năm là nó sẽ có một cái uh, cái đợt mà thực hành cộng đồng thực tập cộng đồng á ha à là hồi đó tụi tôi đi củ chi về trạm y tế xong rồi á chia nhau ngồi khám thay cho bác sĩ dưới đó lấy cơ số thuốc của trạm á kê cho bệnh nhân ừ. thuốc tồn nhiều quá tổ chức khám cho người già rồi khám cho uh, đối tượng chính sách rồi làm hoành tráng dữ lắm chứ uh, hồi đó đi khám từ thiện đồ này nọ cũng nhảy vô khám bây giờ thì luật nó rất là chặt à, bây giờ luật nó rất là chặt bây giờ muốn làm gì thì phải có có chứng chỉ hành nghề bác sĩ ra trường còn chưa được quyền ký mà nhưng mà thực sự nói nếu mà em làm được thì đàn anh họ ký xuyệt cho đúng không mấy em ký nháy cái bên rồi chuyển qua anh lướt qua ông ký vấn đề gì quan trọng mấy em làm được không à em lưu ý là năm y năm là cái năm cuối của mấy em đối với các chuyên khoa lẻ và cái chuyên khoa lẻ mấy em chỉ đi với một lần duy nhất thôi. Một lần duy nhất Y5 ha. À. Xong rồi sau đó là không đi lại nữa. Thì các em xong cái chuyên khoa nào là coi như mấy em tốt nghiệp của cái phần đó rồi đó. Đúng không? Những cái môn chính thì mấy em còn học lại trong Y6, còn lại những cái chuyên khoa lẻ là mấy em coi như là tốt nghiệp rồi mấy em ra học xong cái học phần đó, hai tuần đó ra mấy em phải ghi được cái toa ngoại trú của cái chuyên khoa đó. Nha mấy em không có đam mê cái chuyên khoa đó mấy em vẫn phải biết ghi toa ngoại trú của cái chuyên khoa đó còn nếu mấy em đam mê nó mấy em có thể học uh, các bệnh lý mà nội trú rồi này nọ vân vân ha các tình huống nặng rồi này nọ nhưng mà bây giờ thí dụ như em không thích tay mũi họng nhưng mà sau này mấy em làm chuyên khoa tim mạch đi mấy em mở phòng mạch tim mạch cái tự nhiên cái bệnh nhân vô nó bác sĩ ơi hôm nay tôi đau họng mà mấy em không ghi toa được là phiền đúng không đúng không bây giờ mấy em khám nội tiết bệnh nhân khám nội tiết của em lâu nay vô tái khám bác sĩ ơi, bữa nay tôi bị đau mắt đỏ mấy em nói không cái này để qua chuyên khoa khác đi à, phòng mạch của tôi là tôi không có khám mấy bệnh tôi chỉ khám mỗi cái tiểu đường thôi là thấy thua rồi đúng không thành ra chịu khó nghe hết cái năm y năm này là bất cứ cái toa nào mấy em đều phải đi ghi được hết bất cứ cái toa nào nha ngoại trú không kể các bệnh nặng ok em có ha nội trú không cần quan tâm nhưng mà các toa ngoại trú của tất cả các chuyên khoa mấy em đều phải ghi được còn em nào mà định hướng làm bác sĩ gia đình là càng ừ. phải ghi được ha rồi nãy giờ nói riết không biết là bác sĩ gia đình làm gì thấy cái nãy thấy bệnh nào cũng điều trị bệnh nào điều trị nhưng mà trên thực tế nó có những cái phần mà bác sĩ gia đình không đụng vô và ngược lại có những phần bác sĩ chuyên khoa họ không đụng vô chúng ta thấy cái phần cái nhân ở giữa đó, là những cái liên quan tới bác sĩ gia đình vấn đề phối hợp các chuyên khoa phối hợp thuốc rồi này nọ đó quản lý hồ sơ theo dõi hồ sơ tư vấn bệnh nhân tất cả những đó là của bác sĩ gia đình cái phần màu trắng đó, với lại cái phần màu xanh là hơn bên ngoài đó, nó là cái phần mà của các chuyên khoa nhưng mà bác sĩ gia đình có thể lấn qua cái phần trong à bác sĩ gia đình cũng khám bác sĩ chuyên khoa cũng khám đó là cái vấn đề ngoại trú còn cái phần màu trắng đó là cái vấn đề nội trú là chỉ có bác sĩ chuyên khoa xử lý thôi à, bác sĩ gia đình không có đụng vô cái phần đó tại vì ở trong phòng mạch mà đâu làm được bây giờ viêm ruột thừa chúng ta chỉ chẩn đoán chúng ta chuyển chứ có đâu có đè bệnh nhân ở mổ ở phòng mạch được à, hoặc là uh, bây giờ thí dụ như đẻ thường ở các bệnh viện uh, uh, thì ở các nước á, thì bác sĩ gia đình họ có thể đỡ đẻ luôn à. họ có thể đỡ đẻ luôn nhưng mà đa phần là họ lười tại lâu lâu mới có bệnh nhân đẻ à. những cái trường hợp mà thai bất thường là đương nhiên là họ phải chuyển ha sản bệnh là họ phải chuyển nhưng mà sản thường á, thì phần lớn bác sĩ gia đình họ cũng chuyển à. còn anh nào muốn làm đến là ừ. có điều là anh phải cập nhật kiến thức rồi này nọ vân vân ha à. rồi uh, có một số bác sĩ gia đình họ họ thích làm sản thì các bác sĩ khác thay vì chuyển vô bệnh viện hoặc là chuyển cho bác sĩ chuyên khoa sản thì họ chuyển cho cái người đồng nghiệp bác sĩ gia đình nhưng mà thường xuyên làm sản đó để người ta theo dõi thai kỳ dùm được luôn. Và một số cái bác sĩ gia đình các nước bây giờ họ có xu hướng chuyên môn hóa có nghĩa là ban ngày buổi sáng họ làm bệnh viện, buổi chiều họ làm phòng mạch bác sĩ gia đình. Không có. Ha ở Việt Nam mình thì ngược lại bây giờ chúng ta có rất là nhiều bác sĩ chuyên khoa nhưng mà ít bác sĩ gia đình thành ra một số bác sĩ chuyên khoa họ đi học thêm bác sĩ gia đình rồi chăm sóc toàn diện nó có một cái nè chúng ta phải xử lý hết tất cả các vấn đề sức khỏe một lúc nha rồi tất cả vấn đề sức khỏe này những cái liên quan nó thí dụ như giờ bệnh nhân bị tăng huyết áp đái đường ở máu thì chúng ta phải coi những cái liên quan thí dụ như hút thuốc lá rồi thói quen sinh hoạt tập thể dục rồi này nọ vân vân à, chúng ta phải phải quan tâm nhưng mà phải quan tâm luôn cái vấn đề tâm lý xã hội của bệnh nhân luôn nha Thí dụ như có bệnh nhân đái đường điều trị hoài không ổn định đường Được không tư vấn ăn uống vẫn không ổn định hỏi lại cuối cùng bệnh nhân không thèm ăn kiêng tại vì bệnh nhân nghe đồn là tiểu đường là sẽ chết sớm ha tiểu đường là sẽ chết sớm thành ra bây giờ ăn kiêng nó phí lắm bây giờ họ tranh thủ họ ăn nó đã miệng Không thực tế có ha thực tế có thì cái vấn đề ở đây là gì là bệnh nhân có tâm lý hơi bị bi quan về cái bệnh của họ à, mình phải giải thích cho họ là cái bệnh tiểu đường nó không có chết sớm thống kê ở các nước bệnh nhân tiểu đường cái tuổi thọ nó tương đương cái người bình thường không thay đổi gì hết mặc dù trên thực tế đúng là ở việt nam mình đa số bệnh nhân tiểu đường là cũng phải giảm thọ năm 10 năm so với người bình thường nhưng mà những cái người bị giảm thọ là những người không chịu ăn kiêng không chịu uống thuốc À, chứ còn nếu mà ai ăn kiêng tốt uống thuốc đều thì đương nhiên là không bị ảnh hưởng gì đâu à, xã hội cũng vậy giống như cái ví dụ nãy tôi nói rồi trong y học gia đình nó có cái câu khẩu hiệu là chăm sóc hướng bệnh nhân mà bây giờ không phải là y học gia đình đâu bây giờ là tất cả các chuyên khoa họ đều hô cái câu khẩu hiệu này hết ừ. mà hồi xưa lúc mà tôi thấy cái này á là tôi nghĩ cái ý nghĩa của nó là khách hàng là thượng đế. Tại vì mấy cái phòng mạch, uh, uh, mấy cái phòng khám quốc tế rồi này nọ mấy cái bệnh viện quốc tế nó hay đưa khẩu hiệu này lắm, à, hay đưa khẩu hiệu này lắm. Nhưng mà không phải, ha à. cái chăm sóc hướng bệnh nhân rồi lấy bệnh nhân trung tâm rồi, à. những cái khái niệm này, ý nghĩa của nó là gì? Ý nghĩa là phân biệt với cái cách tiếp cận hồi xưa của chúng ta gọi là hồi xưa chứ thực sự đó hiện giờ chúng ta đa số mấy em vẫn sẽ tiếp cận theo hướng đó cái cách tiếp cận hướng bệnh là sao là khi một cái bệnh nhân mà tới khám thì trong đầu chúng ta sẽ nảy ra cái câu hỏi bệnh này là bệnh gì đúng không khi chúng ta đặt ra cái câu hỏi trong đầu bệnh này bệnh gì có nghĩa là chúng ta đang tiếp cận hướng bệnh là tại vì chúng ta đang tập trung vào cái bệnh vậy thôi chúng ta chưa có tiếp cận hướng bệnh nhân có bạn nào học tiếng pháp không bạn nào đang học tiếng tiếng pháp thì cố gắng lên ha ừ. tại vì dù sao nữa nó qua nó lại chỉ có pháp thì nó hỗ trợ mình nhiều nhất thôi còn tiếng anh thì đương nhiên cái chuyện đó là phải học rồi tại vì tiếng anh nó giống như là uh, bắt buộc phải có gì? đó nếu mà chúng ta hướng, chúng ta tiếp cận hướng bệnh thì chúng ta hỏi tiền sử than phiền triệu chứng vân vân xong rồi chúng ta đưa ra chẩn đoán chúng ta điều trị ừ. như vậy là không đủ không đủ à. Ừ. có bệnh nhân vô gặp tôi xin chụp ct bởi vì bị té xe tôi nhìn cái vết bầm tôi nói cái vết bầm này là bị ai nó cầm cái cây gỗ quýnh thì nó mới tạo nên cái hình dáng vết bầm như vậy mấy em học pháp y chưa nó có vết bầm hình trám khác đúng không còn ví dụ té xe nó đâu có có những cái vết bầm đó của cây gỗ vuông thì nó mới tạo cái vết bầm tương ứng bệnh nhân khóc hô hô là bị chồng quýnh ha bị chồng quýnh thành ra bệnh nhân vô cái than phiền của họ là họ bị té xe nhưng mà tình huống thực tế là chồng quýnh hai cái nó khác nha à có bệnh nhân vô khám, ha, à, tôi chẩn đoán migraine, tôi đưa cái toa migraine cho bệnh nhân, à, bệnh nhân khóc hù hù, à, bệnh nhân nói bác sĩ ơi, bác sĩ cho tôi chụp CT đi, à, tôi đã phải bỏ cái thai để chụp CT, nghe giật mình, ha, nghe giật mình, tôi hỏi bệnh nhân ủa sao ai suối bỏ thai để đi chụp CT, bệnh nhân nói không có ai suối tôi bỏ thai để chụp CT hết, nhưng mà đợt trước tôi khám Bác sĩ kia không cho tôi chụp CT, nói là tại vì có thai nên không có chụp được. Nên ra bệnh nhân về bỏ thai, em thấy hợp lý không? Hợp lý không? Có thể mấy em sẽ thấy bất bất hợp lý, ừ, tại vì chúng ta chúng ta biết về y khoa, ha. Nhưng mà đối với bệnh nhân nếu họ thấy không hợp lý thì họ đã không làm, họ làm có nghĩa là họ nghĩ nó hợp lý, đúng không? À vấn đề ở đây là bệnh nhân không cần cái toa migraine bệnh nhân đến không phải để khám cái bệnh migraine bệnh nhân đến khám bác sĩ là vì họ sợ họ bị u não có thể là họ bị migraine đúng rồi họ bị migraine nhưng mà bây giờ họ bị đau đầu các người này nhảy vô nói ồ, bị u não người kia nhảy vô ồ, bị u não không? bán rau bán cá ngoài đường cũng nhảy vô chẩn đoán u não thì bệnh nhân bị ám ảnh cái khái niệm u não đó họ sợ họ bị u não họ sợ quá họ mới vô bệnh viện cái mong muốn của họ là khẳng định là họ không bị u não à, phải xác định là có hay không có u não à. rồi bây giờ không cho họ chụp ct mà họ nghĩ là chỉ có chụp ct mới khẳng định được u não thôi giờ không cho họ chụp tại vì họ có thai bây giờ nếu mà họ thực sự họ bị u não thì giữa chừng họ chết thì họ cũng chả đẻ được mà bây giờ nếu mà họ đẻ xong rồi cái u não nó phát triển rồi họ chết thì con họ không ai nuôi bây giờ họ bỏ cái thai nó đi họ chụp CT xong rồi họ điều trị u não xong rồi Vài bữa mà hết rồi khỏe rồi họ đẻ đứa khác được không anh ra họ nghĩ như vậy họ mới đi họ đi phá thai cái sai ở đây là họ không bị u não ha họ suy luận rất đúng không có sai cái là không bị u não À. mà thực sự bây giờ nếu mà chúng ta nghĩ họ bị u não thì chụp CT được không nếu mà chúng ta thực sự nghĩ bệnh nhân bị u não chúng ta có thể cho họ chụp MRI không ảnh hưởng gì tới cái thai hết à. nếu mà cái bệnh viện nó bèo quá nó không có MRI nó chỉ có CT thôi chúng ta có thể cho họ mặc cái áo chì của kỹ thuật viên để bảo vệ cái thai đúng không Họ bận áo chì xong họ vô phòng họ chụp em họ chụp CT. Ok không vấn đề gì hết. Không ảnh hưởng gì tới cái thai. Ha, không ảnh hưởng gì. Vấn đề là cái người nào đó không cái thói quen bệnh nhân vô chẩn đoán cho ta về ha, không quan tâm tới cái nguyện vọng của người ta. không giải thích cho người ta, không giải tỏa cái hắc mắc, cái lo lắng của người ta. Rồi, bây giờ thấy bệnh nhân cứ nặng nì đòi chụp CT hoài chỉ vô cái bụng đang có thai á không chụp được không chụp được bệnh nhân về phá thai một đứa trẻ ăn mạng ha. thành ra chúng ta tiếp cận hướng bệnh nhân là chúng ta phải quan tâm hết tất cả những cái gì xoay quanh cái người bệnh đó cái suy nghĩ tình cảm cảm giác gì đó cảm nhận của bệnh nhân ha cái yếu tố môi trường gia đình gì đó tất cả chúng ta hiểu đúng được những cái nội dung ý nghĩa thang thiện bệnh nhân thì chúng ta đưa ra những cái chẩn đoán tổng thể rồi chúng ta ra quyết định phù hợp thì đó mới là chăm sóc hướng bệnh nhân, tiếp cận hướng bệnh nhân. Đó. À. Rồi. Rồi mấy em uh... cái bài này thì tôi soạn ra hơi bị dài mấy em về mấy em cứ chắc mình dừng để đi, đi ha mấy em về mấy em đọc cái nội dung ở trong cái bài ấy thì những cái nguyên lý này thì chúng ta đã có một số cái ví dụ trong quá trình chúng ta tiếp cận ban đầu á ví dụ chăm sóc liên tục chăm sóc liên tục là chăm sóc từ khi sinh ra khi qua đời có nghĩa là sao là một đứa trẻ sinh ra cha mẹ nó đăng ký cho nó bác sĩ gia đình bác sĩ gia đình theo dõi nó từ nhỏ tới lớn chích ngừa ha, đi học xong rồi cái gia đình đó có thể họ sẽ di chuyển tới cái địa phương khác cái hồ sơ đó cái hồ sơ của đứa trẻ đó sẽ được chuyển cho cái người bác sĩ gia đình khác rồi bác sĩ gia đình đó sẽ tiếp tục theo dõi theo dõi rồi chừng bác sĩ gia đình đó nghỉ hưu rồi này nọ vân vân ha đổi việc rồi thì sẽ có những người khác ừ. tiếp tục theo dõi hồ sơ đó cho tới khi mà cái người đứa trẻ đó nó trở thành một ông già rồi bệnh tật rồi này nọ vân vân à, thì luôn luôn Tất cả các vấn đề sức khỏe Cái quá trình từ nhỏ tới lớn đó lưu hết vô trong cái hồ sơ ừ. à, Thì nó Ý nghĩa của nó là chăm sóc liên tục Thành ra bây giờ nếu mà thí dụ như giờ, Chúng ta có, có những bệnh nhân mà họ Họ xuyên đi khám bệnh Tháng nào họ cũng đi, họ khám đều Nó cũng tương đối liên tục Nhưng cái liên tục là Là chỉ có đi khám đều thôi à. Họ có thể khám bác sĩ này Họ có thể khám bác sĩ kia mỗi bác sĩ cho thuốc một pháp khác nhau à, có những bệnh nhân họ không muốn tình trạng đó họ canh đúng bác sĩ đó họ tính nhiệm một bác sĩ đi khám hoài nhưng mà khi họ đi khám đúng bác sĩ đó thì cái ông bác sĩ đó thực sự họ cũng chỉ có theo dõi bệnh nhân này từ khi mà cái bệnh nhân đó mới bắt đầu khám ổng thôi trước đó ổng đâu biết à, rồi đó là ví dụ như ông đó ổng nhớ cái bệnh nhân này là ai chứ mà nhiều bệnh nhân quá như chưa chắc người ta nhớ đúng không rồi cái ông bác sĩ đó bệnh nhân theo khám hoài tới một ngày đó ông đổi bệnh viện ông đi khám bệnh viện khác nghỉ ha ra bệnh viện tư làm thì bệnh nhân cũng phải chịu thôi phải chấp nhận khám bác sĩ khác mà tất cả những cái những cái suy luận những cái điều trị gì đó mà cái ông bác sĩ đó điều trị cho bệnh nhân này ông bác sĩ khác ông năm có chăng chỉ còn vài cái toa cũ thôi đúng không thành ra nó những cái chuyên khoa hiện tại giờ chúng ta sẽ thấy có những tình huống họ điều trị kéo dài nhưng mà nó không sẽ không liên tục giống như của uh, bác sĩ gia đình xin lỗi em thôi giờ giải phóng mấy em nha em mới hơi bồn chồn còn uh, những cái những cái nguyên lý phụ á uh, chăm sóc phối hợp ha với lại hướng cộng đồng đó. hướng gia đình thì mấy em về mấy em đọc nghe được không mấy em thắc mắc gì mấy em thể liên hệ với bác sĩ gia đình uh, ở phòng khám bác sĩ gia đình tôi khám đó sáng thứ sáu hàng tuần rồi gặp lại mấy em trong cái đợt thực tập đi học gia đình yeah.